khi mùa màng trên nương đã được thu hái xong và khi các loài hoa rừng đua nhau bừng nở, cũng là lúc đồng bào Mông vùng cao cùng nhau bước vào mùa Tết. Tết truyền thống của đồng bào Mông thường được tổ chức trước Tết Nguyên đán một tháng. Đây cũng là thời điểm chúng ta có thể thấy được nhiều nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Mông vùng cao. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với các bản làng người Mông ở vùng cao Điện Biên để được sống trong không khí vui tươi, đầm ấm của Tết Nào Pê Chầu và để khám phá những nét văn hóa độc đáo của đồng bào Mông nơi đây. Bản làng người Mông nằm treo leo trên những vùng núi cao. Tín hiệu báo mùa xuân nơi đây là một mùa hoa hoang dại nở tràn núi đồi làng bản. Trong những khu vườn nhỏ, hoa cải cũng tô điểm cho mùa xuân bằng sắc màu rực rỡ. Các cô gái trẻ đã sửa sang váy áo chuẩn bị đi hội xuân. Tết Nào Pê Chầu của người Mông đã tới. Nào Pê Chầu theo tiếng Mông có nghĩa là ăn Tết vào ngày 30 theo lịch riêng của người Mông. Theo phong tục của đồng bào Mông, từ ngày 30 Tết, các gia đình đã dọn dẹp nhà cửa, dán giấy cúng lên các ban thờ, sự ca, dán lên cột nhà và các cửa ra vào. Dụng cụ lao động cũng được dán giấy. Theo quan niệm của đồng bào Mông, đồ vật cũng có linh hồn. Ngày thường, chúng giúp gia chủ làm ăn sinh sống. Tết đến, gia chủ phải dán giấy, cúng như một nghi thức cảm ơn chúng để năm tới công việc được thuận lợi, năng suất lao động đạt cao hơn, cuộc sống được no ấm, bình an. Sáng mùng 1 Tết, gia đình ông Lý An Lệnh ở bản Chan 2 dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ cúng. Truyền thống của đồng bào Mông, cúng Tết ngày mùng 1 phải cúng từ khi trời còn chưa sáng. Như vậy gia chủ mới gặp nhiều may mắn. Trước tiên, gia chủ khấn gọi mời tổ tiên thưởng thức lễ vật con cháu dâng cúng và phù hộ cho con cháu được khỏe mạnh bình an. Và nghi thức xua đuổi vận xấu, cầu mong nhiều may mắn sẽ tới trong năm mới. Từ ngày 30 Tết ấy, thì Tết của người Mông thì... lấy lá chia quét cái thứ sáu đi thì bắt đầu là lấy một con gà để ua sử ca. Ua xong sử ca bắt đầu là cho gọi bố mẹ và ăn, làm được thị chín rồi thì cho bố mẹ là gọi bố mẹ là ăn. Mùng một năm mới thì gọi bố vào uống rượu. Thế là uống rượu thì quản lý nhà của cháu là quản lý trâu, quản lý bò, quản lý thóc, quản lý ngô. Xong rồi thì ra ngoài thì gọi những cái ma quản lý cái khu vực đấy thì làm nương, quản lý nương nuôi lợn nuôi gà. Sau cái đấy là sau đấy buổi sáng rồi thì bắt đầu là rửa cửa đã gọi là ảnh hưởng của cửa rồi, cái gì ảnh hưởng của cửa rồi thì nuôi lợn nuôi gà nuôi trâu không được, thế thì lấy cái nước tiền bạc để rửa cho nó sạch thì sang năm mới thì nuôi được. Sau khi thực hiện các nghi thức cúng Tết vào ngày mùng 1, các gia đình người Mông nghỉ 3 ngày không làm việc. Trong 3 ngày Tết, họ làm các món ăn ngon, mời anh em bạn bè gần xa về ăn Tết. Trên các sân chơi, thanh thiếu niên cùng tụ tập chơi các trò chơi truyền thống như tù lu, ném bao. Mùa xuân về với các bản Mông nơi dẻo cao, không khí ấm áp vui tươi cứ lan tràn từ núi này sang núi nọ. Bốn bản người Mông xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ vào xuân, không khí vui tươi rộn ràng lôi cuốn bước chân người du xuân. Hội xuân bản Lọng Luông 2 thu hút người dân bốn bản Lọng Luông 1, 2, bản Lọng Hiệu và Lọng Háy và đông đảo du khách đến tham gia. Bản tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao và các trò chơi dân gian. Người già, người trẻ, chị em phụ nữ, trẻ em súng xính trong các bộ trang phục đẹp theo nhau về sân bãi rộng nằm trên một ngọn đồi để gặp gỡ vui chơi. Năm nay bà con cũng là Covid cũng hạn chế rồi thì bà con cũng là tổ chức lại cái Tết đấy trong năm nay. Năm nay thì Tết truyền thống thì không khí cũng rất là phấn khởi. Thứ nhất là cái bản khác nó sang cùng chơi với bốn bản Mông ở xã Mường Phăng mình. Cho nên là giờ rất là vui và rất là phấn khởi. Nhân dịp năm mới cũng chúc cho bản làng mình và cũng chúc cho tất cả mọi người
xem truyền hình là cũng có một cái sức khỏe dồi dào và hạnh phúc và an khang thịnh vượng ạ. Tất cả náo nhiệt rực rỡ của mùa xuân vùng cao như đang hội tụ về những ngọn đồi như thế này. Mọi người đến đây đều gác lại bận rộn, xếp lại những chuyện buồn năm cũ. Năm mới mọi người chỉ nói chuyện vui để cả năm tới được đón nhận nhiều niềm vui và may mắn. Các cô gái trẻ mang tới hội xuân những điệu múa sôi nổi. Các bà, các chị cũng váy áo rực rỡ lên sân khấu đọc thơ, hát dân ca, biểu diễn kèn môi. Ngày xuân ai cũng muốn được vui chơi, được thể hiện niềm vui và tình cảm thương mến mình dành cho mọi người. Sân chơi pao là một trong những hình ảnh rực rỡ, vui tươi và đặc trưng nhất của mùa xuân nơi dẻo cao. Vừa ném pao, mọi người vừa trò chuyện tâm tình, sẻ chia tình cảm. Các chàng trai, cô gái trẻ đi hội xuân thường tìm hiểu nhau qua trò chơi ném pao. Vì vậy, ném pao không chỉ là trò chơi dân gian mang lại niềm vui cho mọi người, mà còn là trò chơi thể hiện ước vọng về tình yêu hạnh phúc. Ai cũng mong muốn năm tới sẽ được đón nhận nhiều điều may mắn. Trên môi mỗi người đều thường trực những lời chúc tốt đẹp dành cho nhau. Năm nay so với năm ngoái thì năm nay vui hơn chị ạ. Vâng, vì năm nay là có tổ chức văn nghệ. Vâng, còn năm ngoái thì chị tổ chức thể thao, thể dục thể thao thôi. Em chuẩn bị rất là nhiều quần áo đẹp cho các chị em đi múa này, đi hát ạ. Thấy mọi người rất là đông vui, không chỉ là mỗi bạn em mà tất cả các bạn ở bốn bản mọi người ở đây, còn có các chị em, các ông bà ở từ xa đến nữa. Em chỉ cầu mong mình đều tốt đẹp sẽ đến với gia đình và tất cả mọi người đến đây. Vâng, năm nay thì là 2022-2023 này là dân là rất là cũng bệnh tật các kiểu cũng không có này, dịch bệnh không có rồi thì dân cố gắng làm ăn này, và Tết đến thì cũng tập trung rất là nhiều về Tết mà cũng rất là vui vẻ, mà một năm chỉ có một lần để mà thăm nhau này, hoặc là tập trung đông đủ với nhau như thế này, nên là dân là rất là cái Tết của dân nên là nó rất là ý nghĩa với dân tộc Mông của chúng tôi ạ. Tập tục cúng Tết của mỗi dòng họ người Mông trên các vùng núi cao Điện Biên có đôi chút khác nhau. Nhưng sau 3, 5 hoặc 7 ngày Tết, họ thường có lễ cúng tiễn ông bà tổ tiên và các vị thần linh về cõi âm. Gia đình ông Giàng A Chu ở bản Lọng Luông 2 cúng tiễn ông bà tổ tiên vào sáng sớm ngày mùng 3 Tết. Ông khấn khứa rồi hạ mẹt bánh dày đặt trên xà nhà, trước cột chính xuống, đem sán lên. Bánh dày cùng lễ vật có cơm, canh, thịt, rượu được bày ra trước án thờ để gia chủ lễ tạ tổ tiên. Hương được thắp trên ban thờ và khắp các cửa chính, cửa phụ trong nhà. Gia chủ khấn cúng trong nhà, sau đó ra cúng ngoài sân, cảm ơn ông bà tổ tiên đã về ăn Tết. Nay xin tiễn họ đi, mong họ phù hộ cho con cháu được khỏe mạnh, bình an, làm ăn phát đạt. Lấy một đôi gà, một con trống và một con mái, và mấy cái quả trứng đấy, và cái mấy cái quả trứng bánh dày nữa, mình lại làm cái bánh dày để làm cái như giống như quả trứng nữa. Hòn quả gia đình mình, con cháu đấy, còn các những cái trứng bánh dày đấy thì gọi tất cả cái con súc vật đấy, về là ăn Tết, về là chung vui Tết. Đến này đấy thì hết 3 ngày đấy trong bát này không cạn thì mình năm đấy mình mới làm được ăn. Nếu là hết sạch mà không đủ 3 ngày đấy thì có nghĩa năm đấy mình làm ăn nó cũng hơi kiến. Đến ngày thứ 3 thì mới làm cái lễ thả ma như ngày hôm nay. Thế thì qua cái đi lễ và cái phong tục của dòng họ Giàng chúng tôi đấy thì như vậy. Đồng bào các dân tộc Điện Biên có phong tục ăn Tết riêng. Phong tục ăn Tết truyền thống nào Pê Chầu của đồng bào Mông trên những miền núi cao có nhiều nét đặc trưng. Nghi thức cúng Tết đơn giản nhưng trang nghiêm, thành kính của các gia đình người Mông không chỉ là những nghi lễ tín ngưỡng có ý nghĩa tinh thần to lớn được truyền từ đời này sang đời khác, mà còn là nghi lễ giáo dục các thế hệ con cháu biết nhớ ơn ông bà tổ tiên. Tết nào Pê Chầu của đồng bào dân tộc Mông
với nhiều nét sinh hoạt văn hóa truyền thống vui tươi, độc đáo, vẽ nên mảng màu tươi sáng tràn đầy sức sống của mùa xuân vùng cao Điện Biên.